rừng phong đẹp ngỡ ngàng ở Tây Quảng Trị khiến nhiều người tưởng trời Âu. Thời điểm giao mùa, các cánh rừng sau sau tại hát. Hướng hóa phía Tây Quảng Trị bắt đầu thay màu lá, rất giống cây phong và tạo nên cảnh đẹp chẳng khác gì trời Âu. Cánh rừng sau sau được Nguyễn Đức Hiếu, quê ở Quảng Trị, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, vừa ghi lại trong dịp nghỉ Tết Dương lịch trong chuyến khám phá vùng núi huyện Hướng Hóa. Cây sau sau thay lá, nổi bật và tạo điểm nhấn giữa cánh rừng xanh. Các cánh rừng sau sau nằm ven hồ thủy điện Quảng Trị từ trung tâm thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Dọc theo quốc lộ 14 đi vào xã Hướng Phùng, khi bắt đầu đến hồ thủy điện Quảng Trị, các cánh rừng sau sau đang thay lá sẽ dần hiện ra với màu lá cam, đỏ, vàng, xen kẽ những cánh rừng xanh thẳm của dãy Trường Sơn. Khung cảnh đẹp tựa trời Âu tại miền Tây Quảng Trị góc nhìn từ trên cao mang lại vẻ đẹp lạ thường khi ngang qua đây. Mình ấn tượng với vẻ đẹp của cánh rừng này quá. Cứ tưởng như đang ở một nơi nào đó của châu Âu, liền dừng lại ngắm nhìn và ghi lại khoảnh khắc đó. Hiếu chia sẻ, từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch là thời điểm cây sau sau thay lá. Những ngày qua, không chỉ Hiếu mà nhiều bạn trẻ khác cũng tìm đến cánh rừng sau sau. Các bạn trẻ dùng súp, thuyền men theo các khe nước đổ về hồ thủy điện để có thể đi sâu vào trong khu rừng, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên chỉ xuất hiện một lần trong năm. Rất nhiều người cứ ngỡ mình đang lạc vào rừng phong mùa thay lá ở châu Âu, dù lá nhỏ hơn và không gốc cạnh như cây phong. Màu lá vàng, đỏ, cam tạo nên vẻ đẹp khác biệt của cây sau sau. Thời điểm cây sau sau thay lá thường diễn ra từ tháng 9, 11 âm lịch. Tại hát Hướng Hóa, loài cây này xuất hiện rất nhiều dọc quốc lộ 14. Bên cạnh rừng sau sau, ở đây còn có nhiều cảnh đẹp khác được người trẻ tìm đến săn đón quảng bá vẻ đẹp của quê hương Quảng Trị. Cây sau sau, tên gọi khác là cây phong hương, cây bạch giao, thường phân bố tập trung tại các tỉnh vùng cao phía Bắc. Đây là loại cây phát triển tốt trong môi trường ẩm ướt. Bên cạnh việc mang lại những khoảnh khắc đẹp trong mùa thay lá, cây sau sau còn được người dân biết đến như một cây thuốc quý để trị các bệnh như đau răng, hen suyễn. Loại cây này thường bị nhầm lẫn với cây phong đỏ vì hình dạng lá và cách thay màu lá khi giao mùa tương tự nhau. Cách phân biệt hai loại cây này là cây sau sau có quả còn cây phong đỏ thì không.